Xin chào 500 anh chị em. Ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu một cái hành trình mà đi vòng từ Đông Bắc sang Tây Bắc. Từ trước giờ khi anh em từ Nam tới Bắc chẳng hạn, nghĩ đến cái chuyện mà đi Đông Bắc Tây Bắc chẳng hạn thì nghĩ ngay đến những cung đường Hà Giang. Thế thực tế thì đường Hà Giang thì nó kiểu quang cảnh tất cả mọi thứ nó khắc khổ, nó hùng vĩ thôi. Thế tôi nghĩ là Hà Giang không đẹp. Đường Hà Giang ấy để dành cho biker ấy thì không đẹp đâu. Vì thì tôi thấy là đường Đông Bắc mới là hay. Thế thì bởi vì tôi quê tôi Quảng Ninh mà, thì tôi biết. Thế đem ra là đợt này tôi sẽ dẫn anh chị em đi một cái chuyến gọi là tour chiều chạy dọc đường biên giới thôi. Chạy đường 18C, chạy sang đường 4H, 4A, chạy viền bên trên này, tất cả biên giới. Tôi ước tính là cái cung đường nó sẽ tầm khoảng 3.000 cây. Mà tôi sẽ cố gắng chạy trong vòng mà một tuần. Và có lẽ là trong cái series này thì tôi sẽ lần lượt tôi giới thiệu với quý vị và các bạn tất cả các mẫu xe mà tham gia trong chuyến đi này. Thì đầu tiên tôi nghĩ là tôi sẽ giới thiệu với quý anh chị một cái mẫu xe nhỏ nhất ở trong số 3 xe ngày đầu tiên tham gia. Đây là 3 xe, là bao gồm có BMW DAF GS 650, cây tre 1050 và cây tre 1190R. Thì trong cái chuyến đi, trong cái cung đường mà từ Hà Nội đi Quảng Ninh, Bình Liêu, Móng Cái, Tiên Yên, sau đó vòng sang Lạng Sơn, thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn là mẫu xe GS 650. Khi mà nhắc tới xe Adventure ấy, thì mọi người luôn luôn nhắc tới cái mẫu BMW GS hay GS. Thì có phải là do BIM làm xe Adventure hay hay không? Nhưng mà thực tế là như thế này này. Xe Adventure là chính là do BIM nghĩ ra vào đầu những năm 80, do một tay chơi ở trong đội đua của BMW, là ngày xưa mà trong khi mà ông ấy thi đấu off-road enduro chạy cầu cào ấy, thì ông di chuyển ấy cũng thấy mệt mỏi quá. Sau khi mà mỗi lần mà chạy giải xong đi về thì cái xe cầu cào đi nó rất là cái yên nó nhỏ và cứng, đâm là chạy đường dài rất là mệt mỏi. Đâm ra là ông ấy đề xuất với cả ban lãnh đạo của BMW là làm một cái loại xe mà nó lai giữa xe cầu cào và cái xe đường trường, xe chạy kiểu classic hoặc là xe tiêu chuẩn standard ấy. Thì lúc đầu BMW thì người ta cũng chưa mặn mà lắm đâu. Đâm ra là cái đội đua xe cùng với các kỹ sư của BMW thì mới nhặt khung sườn với cả động cơ của con, hình như con R65 hay sao ấy, để mà tạo ra một cái xe gắn một cái động cơ boxer mà nổi tiếng của BMW ấy, lên một cái khung xe tiêu chuẩn cộng với cái dàn thụt của xe cầu cào, nó tạo ra một cái xe light adventure, tức là nó có thể chạy đường off road tương đối nhẹ nhàng thôi, nhưng mà đường dài ấy, thì cái yên này nó to và dễ chịu, giảm sóc, hành trình giảm sóc dài đấy. Thì tôi nói qua một chút đấy là cái lý do mà tại sao xe Adventure của BIM bán ở trên thị trường rất là nhiều, bởi vì họ nghĩ ra cái dòng Adventure. Thế thì quay trở lại lịch sử là sau khi mà các cái đỉnh năm 80 thì cái ý tưởng được hiện thực hóa bằng một cái động cơ boxer với cả dạng thụt cào cào, nó gọi dòng Adventure. Thế thì vào những năm 1900, sau những năm 80 thì BMW mới ra mấy dòng GS R80. GS trong tiếng Đức có nghĩa là on-road và off-road, tức là chữ viết tắt của on-road và off-road. Sau một quá trình dài phát triển, chúng ta có thể thấy là ở trên dòng cao cấp nhất của BMW sẽ là GS 1250. Và thấp nhất, bây giờ hình như là GS 300 hay sao. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái đà này thì có thể là BIM nó xuống tận GS 50. Cái đấy không chắc, không biết. Thế thì đây là một mẫu xe là GS 650. Đời nó là đời 2008 cho đến 2012. Đây là một mẫu xe Adventure tầm trung. Cái điểm đầu tiên đặc biệt ở cái mẫu xe này là chiều cao yên nó rất là thấp. Chiều cao yên ông này có khoảng 80 thì phải. Còn cái bản low seat, tức là ghế thấp rồi là cả thụt thấp, nó xuống tận 76cm cơ. Rất là thấp. Thì đó là điểm đầu tiên. Nếu bạn nào thấp mà lại muốn chạy xe cao hay Adventure ấy, là đi cái xe này là rất là hợp. Tôi ngồi thừa hết cả chân ra này. Cái điểm thứ hai là cái máy này cực mượt. Máy này rất là mượt. Thực ra thì với cái tất cả xe phân khối lớn bây giờ thì 71 mã lực thì nó không phải là cái gì con số ghê gớm. Nhưng mà tôi nghĩ là với đa phần thì đây cũng là một cái sức mạnh tương đối rồi.
Chẳng hạn như là xe này nó có thể chạy thoải mái ở tốc độ khoảng cái giải tốc độ tầm khoảng từ 80 đến 120 km/h. Tại sao tôi nói lên như thế? Thực ra cái xe này max speed của nó, tốc độ cực đại của nó tận 185 cơ. Thế nhưng mà tại sao tôi lại nói là cái giải tốc độ 80 đến 120? Là vì thế này này. Xe nào cũng thế, mà nếu như mình cứ chạy hết tốc của nó thì chẳng mấy mà vứt đi, hoặc giả là nó sẽ nguy hiểm. Bởi vì cái xe nó sẽ được thiết kế để chạy ở một giải tốc độ nào đó thôi. Chứ còn lên cao quá thì nó sẽ mất cái sự ổn định đi. Ví dụ chẳng như tôi thấy là chạy cái xe này là ở trong cái giải tốc độ tầm khoảng từ 80 cho 120 là rất là an toàn, chạy rất thích, chạy cực kỳ mượt mà, êm ái. Đường nào cũng thế, từ đường đường đất, đường đá băm bổ cho đến đường đường nhựa. Chỉ còn những cái xe, ví dụ chẳng hạn xe như mà bây giờ những cái xe nhỏ, tốc độ cực đại của nó có thể đạt được 100. Thì mình chạy khoảng, tôi nghĩ là những cái xe đấy nó chạy như kiểu xe Way, xe Dream ấy, thì tốc độ tốt nhất của nó chỉ ở 50 cây, 60 cây thôi. Còn như ông này ấy, thì nó sẽ ở cái giải là tầm khoảng 80-120. Vòng tua máy ấy từ khoảng 3.000 cho đến 4.500 vòng trên phút là đẹp, là chạy cực kỳ mượt mà. Đây là động cơ của Rotax và nó là 8, 2 máy 800cc. Thường như thế thì cái như xe cào cào ấy thì thường người ta sẽ chỉ làm một máy thôi, thì nó vừa vừa nhẹ, cái lực đẩy của nó ấy, nó ở tốc độ thấp, ở cái giải tốc độ thấp ấy, thì nó đẩy rất là mạnh. Nhưng mà khi mà lên cao, cái giải tốc độ trên cao chẳng hạn như Adventure mình đi đường trường mà, mình cần phải cao thì thường người ta sẽ dùng hai máy. Còn bốn máy thì nó hay dùng cho xe thể thao ở một cái giải tốc độ cao hơn nữa. Nên chúng ta có thể tưởng tượng là xe 2 kỳ hay là xe 4 kỳ nhưng mà xe cao cao ấy thì cần lực đẩy mạnh, cần cái lực kéo mạnh ở cái vòng dưới cái tốc độ thấp thôi. Ví dụ chẳng cao cao thì nó ở dưới 100 thôi. Còn xe Adventure thì mình sẽ chạy ở đâu đó từ 100 đổ lên thì nó sẽ dùng hai máy. Còn với những cái xe mà xe sport chẳng hạn nó chạy 200 cây một giờ thì chắc chắn một điều là nó sẽ dùng thường nó sẽ là bốn máy. Máy này và máy GS800 là như nhau, dùng như nhau. Nhưng mà tên của ông này ấy, thì là GS650. Nhưng mà bản chất thì thay đổi một chút thôi. Ví dụ chẳng hạn như ông này là động cơ, thực tế là ông vẫn dùng động cơ 800 như GS800 bây giờ ấy. Thế nhưng mà công suất nó thấp hơn. Công suất con này là 71 mã lực. Còn cái GS800 ấy cũng động cơ này, nhưng mà họ thay đổi các cái mà cam mấy cả ECU, đâm ra là công suất nó tăng hơn, đâu đó tầm khoảng hơn 80 mã rồi đấy, đại loại thế. Một cái chi tiết nó rất hay này, cái máy này chạy cực mượt luôn, máy êm như xe cúp ấy. Mà hay đi cùng bọn tôi cứ hay nói đùa, bởi vì tôi chạy KTM thì đi cạnh cái xe này cứ hay nói đùa là đi cạnh xe của ông tiến sĩ giấu mặt này, thì luôn luôn cảm giác như xe mình bị hỏng rồi, vì sao nó kêu quá to, nó quá ồn. Có bao nhiêu cái ồn của mấy cái xe ấy thì cơ chế nó lấy hết rồi. Nhưng xe này rất là êm ái. Mà một điều đặc biệt ấy là động cơ này không phải của Beam đâu. Động cơ này là của Rotax, một cái hãng chuyên làm đồ động cơ xe đua của Áo. Anh em mà chạy go-kart thì sẽ thấy là động cơ Rotax 2 kỳ ấy, cái thụt này thì không phải là thụt hàng hiệu đâu. Thường thì GS800 bây giờ nó sẽ xài thụt của WP, là thụt xịn đấy, hàng hiệu mà hay lắp trên xe KTM ấy. Nhưng mà đây là cái mẫu với tùy chọn bình thường thôi, thụt bình thường. Thụt ở đường kính hơi nhỏ, 41, hơi bé. Trong khi tất cả những cái dòng xe khác thì nó đều là 43 hay hoặc 49 Adventure ấy. Và hành trình này thì cũng bình thường, 170-180. Hành trình nếu xe Adventure so với những xe bây giờ thì là cái hành trình hơi ngắn. Nhưng mà đấy, như tôi nói rồi, là có hai cái điểm đặc biệt ở cái xe này. Một là cái chiều cao yên rất là thấp, và máy mượt, ăn xăng ít, chạy rất là nhẹ nhàng. Thực ra giá của chiếc xe này nó cũng dễ chịu. Bây giờ tôi nghĩ là loanh quanh tầm khoảng 200 triệu là có thể có một chiếc xe tươm tất rồi. Để mà so với những cái xe to như GS1250 chẳng hạn thì cái xe này chạy nhẹ nhàng lắm. Bởi vì xe Adventure mà chênh lệch nhau 10 cân đã là một vấn đề rồi. Như ông này là full bình xăng, gọi là trọng lượng ướt đấy, thì nó đâu đó nó vẫn dưới 200 cân. Với các xe ở trên thị trường hiện nay, tôi nghĩ là tất cả các xe gọi là trọng lượng ướt
Tức là trọng lượng bao gồm hết cả dầu máy rồi là xăng nước rồi các thứ đầy đủ. Thiếu đều ở trên ngưỡng 200 cân hết. Còn cái gì không nhỉ? À, một cái chi tiết là như này. Đây là cái xe đầu tiên của Beam mà sử dụng xích. Vì mọi người thấy là đa phần là xe 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 Beam ấy đều chạy trục cực đăng. Trục cực đăng thì nó có cái hay là như là trong mỗi chuyến đi thì mình không cần phải bảo dưỡng trên đường, như chạy xích này nó luôn luôn bọn tôi phải dùng cái hộp cái xịt xích để xịt. Nhưng mà xe Beam thì không cần. Nhưng mà vấn đề này, chạy cái ông trục cực đăng của Beam ấy phải chăm chỉ, ví dụ chẳng hạn đi tour về một lần phải tháo ra kiểm tra ngay. Bởi vì sao? Cái hộp nó hộp kín, nước nó vào hoặc hơi nước nó vào mình để lâu một phát thì nó hơi nước hoặc nước nó đọng bên trong cái hộp các đăng đấy và nó sẽ làm ăn mòn cái then hoa, cái rãnh của cái các đăng đấy, hoặc là nó làm sún bi. Để lâu không chạy khoảng tháng 2 tháng, 1 tháng 2 tháng chẳng hạn là bắt đầu nó bị rỉ và nó bị sún tất cả viên bi đấy, hoặc là bị toét những cái then hoa ngay. Lúc đấy thì ông Bim hay là chết tiền với ông ấy. Chắc là phải cả 100 triệu cho một cái bộ trục cực đăng đấy. Thế đâm ra là cái xe Adventure hay xe máy nói chung mà đi để mà đi đi thoải mái và rẻ, chi phí thấp chính là xe chạy xích. Thì đây là cái xe đầu tiên của Bim mà chạy xích. Đấy. Xe này thì từ 2012 thế nhưng mà vẫn đồ chơi đầy đủ lắm, vẫn có cả ABS hoặc là có cả sưởi tay, nó không có những cái kiểu là ABS cornering, nhưng mà về cơ bản là tôi nghĩ là Adventure mà đi xa như này là một cái lựa chọn tốt. Máy móc đơn giản, êm ái, lành, hành trình giảm xóc nó không đến mức dài quá nhưng mà ok, chấp nhận được, giá rổ cũng ngon lành cảnh đảo. Và bây giờ tôi nghĩ là cần phải quay lại cái chuyến đi một chút. Thế thì Đông Bắc nó có một cái hùng vĩ, một cái đẹp riêng nhé. Ví dụ chẳng hạn như là anh em nếu như mà phóng xe máy từ Hà Nội xuống xuống Quảng Ninh thì tôi nghĩ là ngày đầu tiên thì có thể nghỉ ở Móng Cái hoặc Trà Cổ. Bãi biển Trà Cổ rất là đẹp, đẹp hoang sơ nhưng mà hơi dùng đúng từ nó có vẻ như là nó hơi nghèo, hơi tiêu điều. Bởi vì nó không có cái dịch vụ gì cả. Nếu như mà mọi người mà đi kiểu camping ở đây này thì thích, bãi biển nó kéo dài hàng hàng chục cây số, cát phẳng lì, rất đẹp đẽ. Sau đó thì ngày thứ hai thì chúng ta có thể lên đường đường biên, chạy đường tuần tra biên giới. Đường tuần tra biên giới nó là một cái cung đường chạy khá hay, nó chạy từ đông bắc sang tây bắc, nó chạy từ bắc vào nam. Đây là một dự án lớn ấy, nó có tận tới đâu đó 10.000 cây số cơ, và trong số đó thì nó gần 8.000 cây là ô tô đi được và xe máy đi được, còn đâu là các loại bậc thang kiểu bà con hay check in đấy, đi bộ trên sống lưng khủng long Bình Liêu đấy. Thế thì nếu anh chị em mà lên kế hoạch mà chạy cái cung đường này thì có mấy điểm lưu ý. Thứ nhất là cái thời tiết, ngày hôm nay bạn đi có thể nắng đẹp, tầm nhìn bát ngát cả chục cây số rất phê, nhưng mà chỉ cần thời tiết nó thay đổi một chút thôi, trời nó âm u phát là trên này ấy, trên núi cao này là sương mù và tầm nhìn lúc đấy là chỉ 5 km/h thôi, lúc đấy đi rất là khổ sở. Về cơ bản thì anh chị đi cái tuyến đường này thì xe gì cũng đi được, nhưng mà anh chị nên lưu ý cái việc là cái độ dốc ở trên này nó rất là cao, cao độ thay đổi liên tục, đâm ra là đi xe mà hoàn toàn phụ thuộc vào phanh ấy, mà không dùng cái động cơ số thấp của động cơ để ghì ấy, thì nhanh toang lắm. Cái dầu phanh nó chạy liên tục, nó nóng là có khả năng là mất phanh ngay. Thế đâm ra anh chị em lưu ý khi mà chọn cái cung đường này. Cái bề mặt đường ở đây rất là tốt, nếu như mà chạy trời nắng thì sẽ không vấn đề gì cả, nhưng mà khi mà trời nó mưa hoặc trời nó ẩm ấy, thì là cái đường nó rêu mốc, thì nó đấy là một cái kiểu đường cũng nguy hiểm, nó trơn. Thì lúc đấy là mình cứ nhìn mặt đường đen 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 thì không nên úp cua, chạy từ tốn thôi. Thì tôi nghĩ là nó sẽ không vấn đề gì, nhưng mà chạy nhanh là sẽ là căng. À, thêm nữa là cái đường này nhiều cút trâu lắm, trâu bà con chăn thả đấy rất nhiều. Ở trên này có những địa điểm mà camping rất là chill, rất là thích. Thank you.
cái đường 18C này, cái đoạn mà từ Bắc Phong Sinh mà đi xuống đến Tiên Yên những các thứ đấy, đoạn 18 này thì đường rất là đẹp. Chạy xe đường này thì chạy xe gì cũng được. Mà nếu như mà xe như kiểu Adventure hoặc là xe Sport hay xe nói chung là xe nào tốc độ một tí mà úp cua cũng sướng. Và cái cảnh ở đây rất là hùng vĩ, đẹp lắm. Thì sau khi mà tôi chạy hết dọc đường biên thì bọn tôi sẽ phải đi đến đấy là đúng ra ấy, là bọn tôi chạy tiếp sang bên Lạng Sơn cơ. Nhưng bởi vì là ở đây người ta theo một cái quy chế vùng biên thì người ta tạm thời là cái hạn chế đi lại. Đâm ra là bọn tôi sẽ phải vòng ngược ra ngoài Tiên Yên, sau đó đi vòng lên trên đường khác đi Lạng Sơn. Đấy, đấy là cái lịch trình của 2 ngày đầu tiên của chuyến đi. Và cái video này tôi cũng chỉ muốn giới thiệu mẫu xe này, GS650 của Doctor giấu mặt, cộng với một cái hành trình, một cái đoạn nhỏ nhỏ mà để xem là mọi người có quan tâm không. Nếu mà quan tâm thì mình sẽ lại làm tiếp tất các tập sau, sẽ giới thiệu cái xe KTM 1050 hay là KTM 1190R. Còn bây giờ thì xin chào, thân ái và tạm biệt. Hẹn các bạn ở một video sau.